Đất quý anh em mình ha. Hôm nay ngày cũng đầu tháng ngày 2 27 nha. Em lên video gồm 20 mã hàng như thế này. Hôm nay hàng rất là rẻ nha, và vẫn tiếp tục là em hỗ trợ bao ship cho quý anh em mình, chỉ là hai video đầu tháng thôi. Đó, hỗ trợ bao ship hết nha. Một đơn, hai đơn hay ba đơn bao nhiêu cũng vậy, bao ship hết hoàn toàn cho quý anh em mình. Đó, giá anh em có thể tìm hiểu kỹ nha, giá rất là rẻ. Đó, hàng ship tận tay quý anh em mình, kiểm tra thanh toán và trả tiền. Đó, chốt đơn thì quý anh em mình vui lòng chốt đơn qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919192035 em tin nghiệp nha. Em không chốt đơn trên một lượng YouTube thì mong quý anh chị em mình thông cảm giúp dùm em ha. Chỉ chốt đơn qua Zalo và số điện thoại thôi. Rồi, không mất thời gian nhiều nha, em lên luôn nha. Nói chung bây giờ chắc đêm nay chắc cũng bão vô miền Trung rồi, không biết anh em miền Trung mình sao đây. Bão quá lớn, hy vọng là tất cả anh em bình an nha, thì bình an sức khỏe nha anh em ơi. Rồi thì em xin phép lên video luôn nha, em sẽ hỗ trợ bao ship. Combo đầu tiên là vừa cần cái máy nha anh em, mà cái cần hai khúc chất liệu là phíp fan Fuji, bắt máy Fuji luôn nha, cứng 50 và 2m4. Đó, cũng là hàng bãi Nhật hết nha anh em, fan bắt đầy đủ hết, không lỗi lầm, cứng 50 2m4 nha, mấy cây này em về câu đa thể loại hết. Đó, con máy đi kèm đây là con máy của thằng hãng của thằng Daiwa Sprinter, con máy này khoảng 4.000 nha, có carbon thân kim loại, đổ tay trái phải được hết. Con máy mắt in ra băng nội địa nha. Đó, combo là combo số 1 nè, bán quý anh em mình giá chỉ 500.000 thôi. Đó, giá rẻ bèo rẻ thúi luôn á, bao lỗi lầm từng miếng hết nha anh em. Rồi, combo số 1 500 là bao ship đó nha, quý anh em không mua không có cơ hội đâu, đảm bảo với anh em mình không còn cơ hội thứ hai để mua những sản phẩm như thế này mà được bao ship mà giá rẻ ha, rẻ thị trường rất là nhiều. Một bộ này 500.000 nó chưa bằng người ta bán một cái cần như thế này nữa nha anh em có thể tìm hiểu kỹ một số nơi nha. Có một cần 24 này một bộ bán 500 là chưa bằng người khác bán một cái cần, nó chưa tính phí ship nha, hỗ trợ bao ship theo đầu tháng nó bán như vậy đó. Nói chung là để khích lệ anh em mình ha, ai mua chốt thì chốt. Combo số 1 500, combo số 2 cũng vậy, combo này là cần 3 khúc nha anh em, một cần 3 khúc cũng chất lượng là phíp hàng Nhật bãi luôn, ngoại hình còn khá là đẹp, máy Fuji quen gặp, cái này hàng Olympic nha anh em. 3 khúc cái này, 3 khúc nó 3 mét mấy đây, 3 khúc 3 mét nha anh em, 3 khúc 3 mét cứng đồng khoảng 60-80. Đó, con máy của máy Olympic hàng da băng nha, full kim loại toàn thân. Con máy này size khoảng 5.000, nó đổ tay trái phải được hết. Đó. Rồi, combo số 2 cũng 500 luôn nha. Đó, bán giá kiểu này anh em không mua nữa thì em bó tay, không bao giờ có hỏi mua thứ hai. Đó, tiếp tục combo số 3 cũng là 500, cần 2 khúc. Cái này hàng Daiwa nha, chất liệu là phíp đỏ nè, cứng 50-80 và 2m4 nha, cũng là fan Fuji. Đầy đủ khoen, bắt máy đầy đủ hết, bắt máy Fuji đầy đủ hết, không lỗi lầm gì hết, hàng Daiwa đây. Con máy đi kèm với nó là con máy Olympic nha, size cũng khoảng 5.000. Máy full kim loại toàn thân, mắt in sao băng luôn. Đó, mua bên sóng, đổi tay trái phải được hết. Rồi, combo số 3 cũng 500 luôn nha. Hôm nay là bảo giá luôn, bảo vô cũng bảo giá cho anh em mình luôn, bảo ship luôn nha. Tiếp tục lên cho anh em mình combo số 4. Cũng vậy, cũng cần 2 khúc 2m4 nè, cứng 50-80 nè, 2 khúc 2m4, cũng là fan Fuji, bắt máy Fuji, ngoại hình đẹp ha, không lỗi lầm gì hết. Con máy đi kèm của mình là con Bio Master 4.000 nha, full carbon toàn thân, đại cổ, mắt in ra băng nội địa luôn, full carbon toàn thân 4.000, đổi tay trái phải được hết. Đó, cái này giống mua 1 tặng 1 được bao ship gì đó, nó kiểu như vậy, quá chuẩn luôn. Đó, rồi combo số 4 cũng bán với anh em mình giá 500 bao ship luôn nha. Đó, rồi tiếp tục lên anh em mình, cần dây trong 3 khúc nha anh em, cây này hình đẹp quá trời nè, Holder Voison, bắt máy Fuji đâm vàng sọc xanh nè. Cây này hàng của thằng cứng 50 và 3m3, hãng của thằng gì đây, Alpha Techco nha anh em, tem nội địa ở đây nè. Đó, 3 khúc cứng 50 3m3, mấy cây này về anh em câu với câu cá trê, cá chim đồ, cá chép đồ, câu trong lùm, trong bụi hóc, bụi kẹt, còn mấy cây này câu ngon lành luôn, mà có bộ khoen dư anh em thay bộ khoen lên em câu cũng vẫn được nha. Hàng carbon, ngoại hình đẹp nha, cứng 50 3m3, 3 khúc, cân nặng là 267g, 267, ngọn của mình là 2.8 ly, cây này mã số 5, em bán giá cũng 500 bao ship luôn nha, 500 bao ship. Tiếp tục lên cho em mình cần súp carbon nha em, súp Rider 25 4m2, cứng 25 và 4m2, một màu đỏ tươi nha. Cây này hàng của China xuất nhập cho em, nó bắt máy theo hãng và khoen hãng luôn nha. Nói chung cây này giống như hàng lướt vậy, khoen này đủ nguyên dạng hết nè. Đó, hàng China xuất Nhật nha, cứng non, cứng 25 và 4m2. Cái cây này thì anh em mà quýnh lục thì quýnh lăng lục thì quýnh lăng C đồ, hoặc lấy phôi đồ về nhấp ớt, nhấp dịch gì đó ha.
nhấp gì đó nhấp. Nói chung lấy phôi cây này 4m2 cứng 25 nha, 25 của cần súp á. Cân nặng của mình là 389g, 389 ngọn của mình là 2 ly 6. Rồi cây này mã số 6 em bán giá cũng 600 luôn. Tiếp tục lên em, cây này còn hợp nha, mất đầu hợp nha, một cái đầu hợp này mất tiêu rồi mà nó còn hợp như thế này. Còn cây này rất là hay nha, hai ngọn là nó có thông số trên hộp đầy đủ hết nha em, cái hộp của nó luôn nè. Không tính khúc này chút cũng nói riêng nha, hai ngọn nha em, nó dạng Ikada vậy, hay chi mà hay chi dạng nhỏ chuột của Ikada vậy đó nè. Cây này hàng cổ, hàng nội địa nha, mà nó dài 1m2 nè, hàng Suzumi nè, hai ngọn fan Fuji cực con xoắn rồi nè. Hư một khoen nha anh em, lưu ý giùm em nha, cái này đã bị hư một khoen chỗ này, ngọn kia còn lại thì đầy đủ hết đó anh em. Để đây anh em câu được hai chế độ hai ngọn nha, hoặc là anh em muốn ngắn quá, 1m2 ngắn quá thì anh em gáp khúc này vô anh dài thêm được 30 xăng nữa, 30 40 xăng gì nữa đó, 40 xăng nữa nha anh em, gáp vô được 40 xăng nữa đã chạy ra 1m6 nha đó. Câu 1m2 thì câu không có thì gáp vô này, câu 1m6. Tại này nó bị dính cái bót nút cao su nè, nó cao su này hơi bót ngay, về anh em đè mạnh vô nó vô à. Đó, cây này rất độc đáo nha, hư một khoen, đây thông số trên hộp này đầy đủ hết nè, nó 1m2 đâu nè. Đó rồi, cây này mã số 7 em bán giá cũng 600.000 luôn. Đó, anh em mà muốn thích hàng độc hàng lạ thì chơi cây này 600 cũng là bao ship luôn, hư một khoen lưu ý giùm em nha. Tiếp tục lên cho anh em cần lua máy đứng nha anh em, Pacific Phantom hàng Daiwa nha, bắt máy Fuji Daiwa chính hãng nè, Phantom nè, xoắn hai da toàn thân á, dài 1m8, lua từ dài 1m8, lua từ 44g, tải cá từ 4 đến 10 là bao, hàng made in Taiwan, sản xuất Taiwan xuất Nhật nha, tem nội địa đây. Đó, cây này xoắn hai da nè, cái ngọn cũng xoắn hai da luôn nha anh em, nó giờ fan Fuji hết, giá rất là bình dân nha anh em, cân nặng 128g, 128g ngọn của mình là 1 ly 8. Cây này mã số 8 em bán giá 700 nha, mã số 8 giá 700. Tiếp tục lên cho anh em cần tay, cái bao này cái bao zin của nó. Đó, một cây cần xịn nha anh em, carbon titan nha. Cây này hàng của Ryobi, thì cây này sẵn luôn nha, nó có một điểm trừ chỗ này, sát cuối gốc chỗ này nè, không bị cấn cái gì, nó bị nứt một cái gốc này ha. Đó, anh em lưu ý giùm em, bị nứt chỗ đó, nó chưa có lúng nha, nó bị mất một cái vết rạn rồi nè, nó chưa có lúng sâu xuống. Cái này thì anh em xử lý, nói chung câu không ảnh hưởng gì, anh em ảnh hưởng câu trên đây mà, đâu mất mớ gì này đâu. Này anh em xử lý sơ sơ này nó câu được rồi. Hàng Ryobi nha, có chế độ zoom 8m rưỡi nè, 9m zoom 8m rưỡi, dòng cứng đều nha. Cây nào tầm khoảng 6h anh em. Cây này thích hợp cho anh em mình về anh em câu cá chê, cá rô đồng, cá bổi đâu ha. Hoặc câu những cái dòng cá mà không bạo lực đó thì anh em câu được nha. Cây này không thích hợp để anh em câu cá lớn xa bờ đâu. Ha, 9m nè. Zoom 8m rưỡi nè, câu mét. Cây này hàng cao cấp nha, Super Titan. Đó, Titan Audio. Ngọn cây ngọn tầm 2 ly luôn nha anh em, cứng tầm khoảng 6h cứng đều. Đó, hàng carbon. Đây, có chỗ lóng này cũng vậy, chỗ lóng này nó bị găng cưa ha, găng cưa sơ sơ nè. Đó, anh em lưu ý giùm em. Đó, còn lại là ngon lành cành đào hết. Ha, lưu ý giùm em, nó chỉ bị lỗi cho lóng gốc thôi, còn lại carbon sờn xước nhẹ thôi. Ha, tổng thể vẫn ngon lành, cứng tầm khoảng 6h, cây này cứng đều nha anh em. Super Titan. Cân nặng của mình là 360g, ngọn 2 ly. Rồi, cây này mã số 9 này bán giá 1.8 thôi nha anh em. 1.8 bao ship luôn. À, anh em nào có ý định qua bảo này đi rừng câu cái chê cái rô rồi á. Có sức bỏ đó, lấy cây này nó quá ngon lành cành đào. Thường thường mấy cây này á, bình thường nếu mà ấy là phải tầm 2.5 triệu đâu lên mới có giá, đó không có giá 1.8 đâu. Rồi tiếp tục lên cho anh em cây hai chi nha anh em, cây chi hai chi hai khúc. Xoắn ít hai da ít gân luôn nha anh em. Cứng 20 và 1m8 nha. Diamond mesh. Đó, xoắn hai da luôn nha, fan Fuji toàn bộ hết. Không lỗi lầm ha, fan đầy đủ hết. Hai khúc ngoại hình cũng còn khá là mới, khá là đẹp nha. 1m8 xoắn hai da luôn. Hay chi cân nặng của mình 147g. Ngọn của mình là 1 ly 8. Rồi, cây này mã số 10 em bán giá 600 luôn nha anh em. Đó. Tiếp tục lên cho anh em cần lua máy đứng nha. Cần lua máy đứng hai khúc 2m7. Cán gỗ bằng nè, còn cũng còn khá là mướt nha, bắt mắt Fuji, fan Fuji hết. Đây, cán gỗ bằng còn khá là ngon. Cây này dài 2m7 nên hàng made in Korea nè, sản xuất Korea xuất Nhật nha anh em. À, nó lua từ 1/2 đến 2 OZ, nó lua tới 60g ghê không? Nó lãi mồi rất là mạnh nha anh em. Nó lua mồi nè,
28g khoảng 56, 28 2OZ thì nó khoảng 58g nha. Còn 60g như em có tải cá thứ 20 là bao 10kg nha, hàng in Korea nè. Đó. Hàng carbon nha, fan là fan Fuji hết, tem nội địa đây. Đó, fan là fan Fuji, đầu bu là bu xích môi chè nha em. Này là bu xích môi chè, fan là fan Fuji nha, 2 khúc 2m7. Cái này có MH nha em, là giải mồi quá cao, giải mồi nó 56g lận, 2 khúc 2m7. Rồi, cân nặng của mình là 280g. 280g, ngọn của mình là 2 ly 2. Cây này mã số 11, em bán giá 900. Mã số 11 900, tiếp tục lên anh em cận luôn mấy ngang anh em. Cây này còn cái bao nè, bao zin của nó, thông số kinh cần đây. Giờ mét 8 size ML nha, hãng nè, Bass & Chut. Giờ mét 8 là thu gọn 93cm nè, ngọn 1 ly 7 nè, lua từ 3 đến 15g, tải cá từ 4 đến 17 là bao nè. Cân nặng 100g đúng là hàng made in Korea nha, made in Korea, sản xuất Korea và xuất Nhật nha. Cổ cái cần mới quá, fan gold luôn, luôn mấy ngang, cái cần mới chát luôn nha nè. Nè, fan gold luôn nha, chân fan mạ vàng, carbon xoắn, thông số chi tiết cái này báo anh em mình rồi. Ngoại hình rất là đẹp nha, chân fan gold. Đó rồi, cây này mã số 12, em bán giá 600, cũng 600 bao ship luôn nha em, tất cả hôm nay đều bao ship hết. À, giá rất là rẻ, bao ship nữa. Chơi vậy á. Mua mua gì cũng phải mua. Đó, em bán vậy đó. Rồi tiếp tục lên cho em mình cần tay nha. Một cái cần tay lóng ngắn, cây này cứng tầm khoảng 5H nha em. Cần tay carbon lóng ngắn, thu gọn 55cm. Dài 5m4 nha, cứng đều, nó tầm khoảng 5H nha em. Hàng carbon, tem xuất Nhật đây. Nè, nó có cái bao cần, ngoại hình khá là mới nha. Đó, thấy không? Ngoại hình cái này sáng lắm nha em. Cái này nó còn dính vảy cá trên này nè, về anh em cạo ra. Đó, nói chung cây này foil khá là mới nha, cứng tầm khoảng 5H nha em. Và anh em đặc biệt lưu ý giùm em nha, những cái cần tay lóng ngắn, anh em kiếm ngọn to nó không có nha. Về anh em là thử rồi. Anh em nào đang chơi một cái cần lóng ngắn, anh em gỡ cái ngọn nhỏ này ra, anh em đưa một cái ngọn to vô, anh em đóng con cá thử rồi, cần mình gãy ngay tức khắc liền. Nói nên anh em đừng bao giờ anh em kiếm lóng ngắn mà anh em cần lóng ngắn mà anh em kiếm ngọn to như không có đâu nha. Mấy thằng Nhật, mấy thằng kỹ sư Nhật nó chuyên về đầu câu đã thiết kế sẵn hết rồi ha. Đừng bao giờ mà chơi lóng ngắn mình kiếm ngọn to nha, không có đâu. Hoặc là anh em về anh em thay ngọn to vô, anh em đóng là gãy lóng liền, đảm bảo với anh em mình như vậy ha. Đó, 5H, 5m4, lóng ngắn thu gọn 55cm. Cân nặng của mình là 219g, ngọn 0.8. Cây này mã số 13, em bán giá 700. Mã số 13 cho 700, tiếp tục lên cho em mình một cái cần Gamakatsu nha em. Cây này cái bao cần zin của nó luôn, cần súp 3 khúc, hàng Gamakatsu. Đây, Gamakatsu. Hồi trước em về đường cặp nha, cây kia anh kia lấy rồi, còn cây này nè. Nếu mà anh có lấy đu nguyên cặp được luôn ha. Hai cây nói chung tình trạng nó như nhau à. Nè, có chạy xước sơ sơ lông mèo nè. Đó, nè mặt này thì nó đẹp này ha. Đó, nó chuyện lông đó nè, chạy xước sơ sơ một vài chỗ đó. Bắt máy bằng titanium nha nè, bắt máy Fuji titanium chính hãng của nó. Nó bằng titanium, cứng 30, dài 4m nha, 3 khúc fan Fuji. Nè, có chạy xước này nha nè, nó chạy xước lông chuột một vài chỗ nha, chứ không phải là chạy hết nguyên cần nha nè, nó một vài chỗ thôi, chứ nó cọ quẹt vô đâu đó. Ha, hàng Gamma thương hiệu số 1 Nhật Bản rồi, nhìn cái đầu bu đó, to chà bá. Đỉnh có chớp thì hàng cứng 34m nha nè, hàng Gamakatsu, có chạy xước. Có chạy xước lông mèo lông chuột nha. Rồi, cây này thì cân nặng của mình 382g. 382g, ngọn của mình là 3 ly. Rồi, cây này mã số 14, em bán giá 4.4 triệu nha. Đó, anh nào mới chứ anh kia anh lấy cây rồi. Cây kia anh lấy 4.5 triệu. Cây này nói chung sẵn video đầu tháng em lên em sale giảm giá luôn, 4.4 triệu bao ship luôn nha. Lấy đủ một cặp luôn, Việt Nam mình không có được mấy cây. Tiếp tục lên cho anh em ISO phen nhỏ, cái này ISO hệ nha anh em. ISO hệ nhưng mà nó chạy xước nhiều quá nên bán nó có giá chạy xước nha. Anh em nào thì chấp nhận cái phôi chạy xước mà lấy cái phôi chấp nhận hàng chạy xước mà lấy phôi zin hoặc phen zin của nó thì anh em chơi nha, cái cần hệ. ISO phen nhỏ, cái hàng đai qua nha. Nói chung nó câu không biết bảo quản, cần quá xấu. Bắt máy nè, bắt máy đời cao luôn. Nè, hàng ISO Rider 1.5 5m3 nha. Mắt in ra băng nội địa Nhật luôn nè. Đó, nên thấy nó chạy không? Nè, anh em nhìn cái cần nè. Một cái cần cao cấp,
mà vô tay một cái thằng ngộ nó chơi không biết bảo, không biết bảo quản đồ chơi, cái cần mình nó ra như vậy đó nè, nó kéo kéo lê lết chạy xước cái trơn nước sơn này đó, thấy chưa nè, một cái cần hệ đó, hàng cao cấp của ông đây qua đó, phen là phen titanium luôn chứ phen dừa đâu, công nghệ HVF đời mới chống nổ cần nữa nè, nó cậu chạy gần cái cỡ này nè, phen là phen titanium nha em, cái phen phen chỗ này là phen xích nha, nó đã thay phen khác rồi, còn tất cả phen còn lại là phen zin của nó, xích titanium nè, phen dưới đây đã đỡ một chút nè, tứ sát dưới này cái nó chạy nè, nè không má nó cậu kêu gì đâu đó, nó một cái thằng mà sử dụng đồ mà tàn phá sát đồ đó, đừng bị lóng rồi đủ hết nè, đổ lên đây bắt đầu có cần mình đẹp được nè, đừng bị lóng trên đây cái nó đỡ nè, đừng bị lóng, đừng bị phen thì đủ hết. Đó, bắt đầu lắm trên đây anh em thấy nè, nó ít chạy xước này. Đó. Nè ngọn định vị khoan luôn nè, nó trắng trắng này định vị nè, 1.5 nha anh em, ngọn zin của nó luôn, nó chạy xước như vậy nha, từ lóng gốc lên với 1/2 cái lóng thứ hai nha, nó chạy xước như vậy, hàng xịn luôn. Anh em chú bác nào mà chấp nhận cái độ chạy để lấy cái cần viết thì nên chơi nha. Cân nặng là 205 g, tiền nào của đó như anh em ngọn một ly mốt rồi. Cây này mã số 15, giá 1,2 triệu nha đó, anh em chấp nhận thì anh em lấy bộ phen titan thôi cũng ngon lành rồi nha, nói chung anh chạy xước thôi không ảnh hưởng tới phôi nha anh em, đảm bảo với anh em là không ảnh hưởng tới phôi đó, tiền nào của đó nha. Rồi tiếp tục lên anh em một ISO phen lớn nha anh em, cây này ISO hàng của con Daiwa, ISO phen lớn hàng Daiwa nha, cái phôi rất là nhỏ nè, nó nhỏ hơn tay cái em nữa nha, chạy xước chỗ này bắt máy Fuji Daiwa, hàng mắt in Korea, sản xuất Korea, xuất Nhật, tem xuất Nhật đây, đọt số 3 dài 4,5 m nha, hàng Daiwa Isokei, phen là phen Fuji, bộ phen đẹp không lỗi lầm gì hết nha. À có cái phen điều 3 chỗ này nó bị nhảy ra rồi, à, nó bị gãy chân phen chỗ này, nói chung cái phen này em có em thay nha anh em, nên lưu ý giùm em nha, anh em nào chốt thì em sẽ thay cái phen này cho anh em mình, còn anh em muốn hạ cần tay thì nói với em để em khỏi cái thai mắc, em cảm ơn nhiều, còn anh em này về quấn ISO thì nói với em để em tháo em thay cái phen điều 3 này ra nha. Này, cái này nó còn dính dãy cá nhóc ở trên này nữa nha, vậy cá dính đầy hết nè, à, có chạy xước sơ sơ nè. Đây ha, đọt 3-4,5 m, cái phôi rất là gọn và nhỏ, cân nặng là chỉ có 267 g, 267 g, ngọn của mình là 1 ly 8, 1 ly 6, 1 ly 8, cây này gốc của nó 20, nó gốc rất là bé. Cây này mã số 16 em bán giá 800.000 bao ship nha anh em, 800 bao ship, tiếp tục lên cho anh em mình cần lua 2 khúc đó, cây này hãng của Majorap, cần lua 2 khúc nha, cán mút đây, bắt máy Fuji Majorap chính hãng nha anh em. Đó, để cho anh em mình coi ngoại hình trước đi, cũng rất là sáng sủa nha anh em, ngoại hình cũng rất là đẹp. Phen là phen khui xích nồng súng nha, xích nồng súng đầu bu to nè. Đó, nó chỉ bị điểm trừ là chỗ cái tay cầm chỗ này nè, anh em thấy không, nó sần sùi nè, cào xước sần sùi chỗ cái tay cắn ngút rồi thôi nha, còn lại là cái phôi mình đẹp, phôi mình không có chạy xước gì hết. Alo con. Đó, rồi cái cây này hãng Majorap thông số nè, nó dài 9,6 ft là nó gần 3 m nha. Đó, nó lùi mồi từ 10 đến 30 g, tải cá từ 8 đến 14 là bao. Hàng xích nha. Rồi, cây này của mình là cân nặng 183 g như nè, 180 g. Ngọn của mình là ngọn 2 ly. Rồi. Cây này mã số 17 nha, em bán giá 1,7 triệu nha quý anh em ơi. Mã số 17 giá 1,7 triệu nha. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình cái Daiwa Holoc nha anh em, Daiwa Holoc. Đây tem vàng nội địa nè. Sóng hít toàn thân. Rất là đẹp nha. Cái này còn mới và đẹp lắm. Daiwa Holoc bắt máy Fuji tem vàng da băng nha. Cứng 50, 3 m, 3 khúc hàng super. Hồi sáng ít tới ngọn, ngọn sáng ít luôn. Cây này hàng sản xuất Taiwan nha anh em, xuất thị trường Nhật và lưu hành thị trường Nhật nha. Đó, phen Fuji bắt máy Fuji, cây này rất đẹp, rất là mới nha anh em. Cứng 50, 3 khúc 3 m. Cân nặng của mình là 414 g. 414 g, ngọn của mình là tới 2,8 l nha anh em. Ngọn 2,8 l, cây này mã số 18, em bán giá 1,5 triệu. Mã số 18 với 1,5 triệu nha. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình là một cái cần tay chở máy nha anh em ơi. Cây này hàng Shimano, cây này hàng VIP nha. Cái chỗ này dính dơ về anh em chùi xà bông ra được nè.
cho nó dính dính giống nước sơn, nó sung gọm lên đó. Cái chỗ này về anh em lấy xà bông anh em chùi nó sẽ sạch nha, hàng Shimano, cái này hàng nội địa đó. Anh em chùi là anh em nhìn cần mình nó sáng lên, bắt máy titanium nha anh em, có chữ ký của thằng Nhật vậy nè, tên của thằng Nhật nè, file carbon, carbon cực kỳ tốt luôn nha. Nó có chế độ 6m3 zoom 5m3 nha nè, cần tay chở máy. Cây này chắc cỡ 4h rưỡi, anh em rút ra thẳng tưng luôn nha. Mấy cái bít dơ này về anh em chùi ra hết nè. Đó, nó có chạy sức sơ sơ fan cosic nè, chế độ zoom đây đó, để dây đây là câu 5m3, zoom ra gì đây là 6m3 nha. Đó, cần mình có chạy sức nhẹ sơ sơ, phôi là phôi sắn ít toàn thân nha, đây định vị lóng luôn nè. Đó, phôi sắn ít. Ừ, có sờn nha nè, có sờn, có xước sơ sơ nha nè, nhưng mà anh em nhìn vẫn là còn nước ma, vẫn không 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 có cũ và nó không có xuống cấp cây cần nha, vẫn còn sáng sủa. Đây, ngọn cây này là khoảng 0.8. đó, mấy cái chỗ này vẫn là ngọn zin anh em, cây này ngọn tháp, ngọn zin nha nè, định vị lóng đầy đủ nè. Mấy cái chỗ này là nó sơn trắng dạ quang nè, nó cái này nó tự quét sơn dạ quang vô đó nha, để nó hỗ trợ nó câu đêm đó. Đó, vẫn là ngọn zin của nó nha, 6m3, cây này cần hệ nha, tay cho máy, ngọn khoảng 0.8. cây này cân nặng của mình là 219g, 219g, ngọn của gốc của mình là 21. Rồi, cây này mã số 19, em bán giá 1.8 triệu nha. Rồi, cây cuối cùng trong video hôm nay em gửi đến em một cái cần súp carbon nha nè. Ở cái súp này đẹp quá trời luôn, mới quá mới mà đẹp quá trời đẹp luôn, nó cứng 30 quá ngon à, dòng súp bậc cát cứng 25 4m55 nha nè, quá trời đẹp luôn nè, mới chát luôn, rất là mới và rất là đẹp, bắt máy Fujitem vàng. Cây này hàng Nhật nha nè, bon sắn, tất cả fan bát lóng gì cũng đẹp, có cả cái bao cần luôn đó, fan Fuji cũng đẹp nè, bon sắn, đặt bon sắn gân nha, 25 4m55. Anh em là quấn lục, quấn lăng xê, quấn bạc bãi cũng được nha, bạc bãi mà là bạc dạng mồi mềm, mà bạc xa mồi mềm được lắm, cái này được nha em, bạc được nha. Đó, cần rất đẹp nha, hoặc quấn lua gền, đầu quấn gền, quấn biển cũng được nha, phôi rất là gọn và rất là đẹp. Cân nặng của mình 392g, 392, ngọn của mình là 2 ly, ngọn 2 ly, gốc của mình là 23. Rồi, cây này mã số 20, mã số cuối cùng trong video hôm nay, bán với anh em mình là giá 950 nha. Đó là tất cả những mã hàng hôm nay. Rồi, anh em nào chốt đơn thì chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 nha, 192025 em tin nghiệp. Rồi, xin chào tất cả quý anh em mình ha. Cố gắng lên anh em mình Trung ơi, vượt qua trận đại bão này nha. Đó, em sẽ cố gắng hỗ trợ về cái giá cả sản phẩm cho anh em mình chơi nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.